có một số học sinh sao lại có quan niệm này nói với người khác không phải nói với tôi quan niệm này rất hy hữu nếu tôi không tận mắt chứng kiến tận tai nghe được quý vị nói tôi tôi cũng không tin hiện nay đúng vậy như thầy phương nói Thầy không ra thầy trò không ra trò Nếu dạy học bị phá sản Thì giới rất đạn thương Đó chính là những gì Nhà giữ ngôn nói Đến ngày tận thế Vì sao vậy dạy học không còn Nếu có thể hiểu rõ thâm nghĩa trong kinh phật ý nghĩa thâm sâu có thể nói rõ ràng minh bạch giải tán nghi kết chúng ta hoài nghi kết là chúng ta không thể lưu thông là nơi không thông qua được nếu mở được chúng ta thật sự được thọ dụng tâm hoàn toàn thành kính không nhớ các điều ác Tuy họ có sai lầm nhưng không nên nghĩ đến nó. Đây là chúng ta thường nói. Thường khuyến khích mọi người. Mỗi người chúng ta đều có lương tâm, nên nhớ tâm là lương tâm, vô cùng lương thiện. Nếu ta đem lương tâm của mình đi thu thập rác rưởi của người khác, tội nghiệp của người khác để vào trong tâm mình như vậy là sai lương tâm ta biến thành thùng rá của những người tạo ác nghiệp quý vị là người thông minh ư người thông minh sao lại đem lương tâm của mình để đựng rác rưởi của người khác chúng ta phải đem lương tâm của mình chứa đựng giáo huấn của thánh hiền nhân chứa đựng ngôn ngữ hành vi thiện của tất cả người thiện mới có thể giúp chúng ta nâng cao mới có thể giúp chúng ta thành tựu nên chúng ta phải tận tâm đối với những người này phải yêu thương học tập họ Họ có tập phí khuyết điểm gì? Có khi là đại quyền thị hiện Phạm phu nhìn không hiểu Họ ở đó quá độ chúng sanh Người căng tánh khác nhau dùng phương pháp khác nhau Điều sau cùng trong tứ nhất pháp gọi là đồng sự. Điều này thông thường khi chúng ta nói đều có một chút cấm kỵ. Không dám nói rõ, nói rõ sợ người khác nghe sai, hiểu sai ý nghĩa. Nên tôi nói đến đồng sự. Tôi đều nói chúng ta và Phật đồng sự và Bồ Tát đồng sự Tôi không dám nói đồng sự với thế nhân Đồng sự với thế nhân, người này thích nhảy Quý vị ngày ngày đi nhảy với họ Người đó thích đánh mạc chữ Quý vị ngày ngày đi đánh với họ Đó gọi là đồng sự Phải như vậy chăng? Đúng như vậy Bồ Tát có thể làm Vì sao vậy? Vì họ muốn độ những người đó Quý vị không ở với họ Làm sao độ được họ Họ nhảy rất giỏi Mọi người đều hâm mộ Quý vị học từ đâu vậy? Học từ Phật A-di-đà Từ Phật A-di-đà, đúng vậy Vũ đài lớn ở thế giới cực lạc Đưa họ đến cửa Phật như vậy Đây gọi là chân thiện tri thực Đánh mạc trượt đều thắng tiền Không hề thua Quý vị học từ đâu vậy? Tôi học từ Phật A-di-đà Có trí tuệ Bởi vậy họ có thể từ phương diện này đưa người khác đi vào chánh đạo. Đây là điều sau cùng trong tử nhiếp Pháp quá cao siêu. Nếu quý vị không có bản lãnh này để học, như vậy quý vị không phải là quý vị dẫn họ mà bị người ta dẫn chạy. Thật sự có bản lĩnh thì được, là điều sau cùng trong tứ nhiếp pháp đó là chư phật bồ tát độ những chúng sanh làm ác dùng phương pháp phi thường này nên nói là chúng ta nhìn thấy họ làm ác có thể họ đang ở trong đó chính là muốn quá độ chúng sanh họ đã áp dụng thủ đoạn phi thường này bởi thì chúng ta không được cho rằng họ là ác Vì chúng ta nghĩ điều ác của họ Sẽ làm khởi dậy ý niệm ác của chúng ta Đây là sai lầm tuyệt đối Diễn diễn không nên nhớ chuyện ác của bất kỳ ai Duy trì sự thuần tịnh thuần thiện của bản thân Không thấy lời ác không nghe lời ác Tuyệt đối không để trong lòng Tâm chúng ta mới an vui mới tự tại Thuân tỉnh thuân thiện Không có ác niệm Không có ấn tượng ác ở trong đó Nếu lấy túi xấu xí đựng của báo Không được thấy túi xấu mà không lấy của báo này Túi là cái bao Cái lòng Trong đó là gì? Đựng của bao Nhưng cái túi này rất cũ kỵ, xấu xa Nhưng trong đó đựng vật báo vô gia. Túi xấu xa này là gì? Người thầy này hình như có chút phá giới Hoặc là hành vi không tốt lắm Quý vị thấy vậy nên không học theo họ là sai Người ta đầy bụng học vấn Chánh tri, chánh kiến Quý vị thấy một chút Cảm thấy không vừa ý nên không học Ai chịu thiệt bản thân mình chịu thiệt lớn Đến Đức Thế Tôn Đến Khổng Tử đều có người phê bình Chúng ta thân cận những thiện trí thức này không thể sánh với thí tương, không thể sánh với Khổng Tử. Khổng Tử và Phật đều có người phê bình họ, đều có người phản đối họ, đều có người mắng họ. Những vị thầy này của chúng ta bị người phê bình, bị người hủy nhục. Chúng ta chịu rồi thì thôi. Giải thích được thì giải thích Không giải thích được thì gật đầu Quý vị nói đều đúng Như tôi vẫn muốn thân cận Tôi vẫn theo học họ Tôi tuyệt đối không thể vì quý vị phê bình Mà tôi không học tập Vậy tôi đến đâu để học Những người phê bình này Không thể sánh bằng thầy nên bản thân phải có trí tuệ phải có lựa chọn không thể vì người khác nói lỗi lầm của thầy chúng ta không học với họ thiệt thòi này quá lớn đây mới gọi là sai lầm lớn lại như đi trên đường nguy hiểm trong đêm Hiểm đạo là con đường nhỏ nguy hiểm Người xấu cầm đèn Người này Không phải người tốt Hoặc là người vô tri Người không hiểu lệ tiết Người chưa tiếp thu giáo dục Họ cầm bỏ đuốc đi trước Họ xoay đường cho quý vị Vì người này không có tri thức Quý vị không muốn ngọn đèn này soi Quý vị đi đường sẽ lọt xuống hố Quý vị không thể trách người ta Những trường hợp này đều nói với chúng ta Nên nhớ con người không phải thánh hiền Làm sao có thể không có sai lầm Khổng tử đã nói như vậy ai không có sai lầm quý vị ở cõi đời này tìm một người không phạm sai lầm chắc chắn không tìm thấy người có sai lầm họ cũng có lương tâm tìm một người hoàn toàn ác một người suốt đời không có ý niệm tốt nào không làm một việc tốt nào cũng không tìm thấy Do đó chúng ta quan sát hiện tri thức Cần hay không cần đối với thiện tri thức Trong lòng đều đã biết Bản thân tự cảm nhận là đúng Người khác phê bình Hoặc là có ý hoặc là vô ý chúng ta nghe mà không nghe, thấy mà không thấy là được, tuyệt đối không bị nó làm ảnh hưởng. như vậy là đúng. Bồ Tát cũng đều như vậy. đối với thầy được trí tuệ quan minh, không tính cái xấu trong đó. Phật Bồ Tát có ở trong ác đạo chăng? có nếu họ đến đường ngạ quỷ Họ hiện thân ngạ quỷ Họ sống cùng với quỷ Đây chính là gì? Là đồng sự nhiếp Điều sau cùng trong tứ nhiếp pháp Người này đọa địa ngục Nếu muốn độ họ Nhất định phải hiện thân địa ngục Không hiện thân đồng loại Sẽ không độ được họ Họ là súc sanh Muốn độ họ cũng phải hiện thân đồng loại Họ biến thành một con heo Bồ Tát cũng phải biến thành như họ vậy Heo ở với heo Họ đọa làm thân kiến Bồ Tát cũng biến thành kiến Cùng ở với chung Mới có thể câu thân Mới có thể giáo hóa họ Phật Bồ Tát tầm thanh cứu khổ hiện thân đồng loại đối với tất cả chúng sanh như trong kinh lăng nghiêm nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng không phải tùy theo ý mình mà tùy ý chúng sanh đây là tứ nhiếp pháp đến cứu cánh Đều thuộc về đồng sự nhiếp Bồ Tát đến nhân gian chúng ta Được Thế Tôn Định nhất định thị hiện thân tướng của chúng ta Bồ Tát đến Trung Quốc Chúng ta biết Đại Sư Trí Giả là Đức Phật Tái Lai Đại sư Thiện Đạo là Phật A-di-đà Tái Lai Phật A-di-đà Tái Lai ít nhất chúng ta biết được ba người Đại sư Thiện Đạo, Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ Hòa Thượng Phong Cang Ba người này đã bộc lộ thân phận Những người chưa bộc lộ chúng ta không biết Phó Đại sĩ Bồ Tát Di Lạc Tái Lai Hòa Thượng Bố Đại Bồ Tát Di Lạc Tái Lai Phật Bồ Tát ứng quá ở Trung Quốc rất nhiều Thân phận chưa lộ rất nhiều Người lộ thân phận ít Có người ở đây thiện căn sâu dày Tổ tông tích đức Nói thật ngày nay Hai trăm năm gần đây Đã lãng quên giáo quấn của tổ tông Ngày xưa như vậy là bất hiếu Bất hiếu cha mẹ Bất kính tổ tiên chính là bất hiếu cha mẹ Không kính thầy tổ Phật Pháp là sư đạo Khổng mạnh là sư đạo Không kính thầy tổ bất hiếu cha mẹ Như vậy phải chịu sự trừng phạt Thiên tai là trừng phạt Tuy trừng phạt Vẫn yêu thương cha mẹ trừng phạt con cái làm gì có chuyện không yêu thương thầy trừng phạt học sinh cũng là yêu thương phải có tâm hiếu thuận đối với tổ tiên phải có thành kính đối với thầy tổ chúng ta mới thật sự học được điều hay Cho nên tốt nhất là Thật sự học Phật Trong tâm không được có ác niệm Không được có lời ác Không được có hành vi ác Phàm là những gì bất thiện Đều buông bỏ hết Người khác nói cũng đừng quan tâm Diễn diễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giá của mình như vậy là đúng. Đối với tất cả người có tâm hành bất thiện, tha thứ cho họ. Tuyệt đối đừng so đo tính toán, chúng ta bị người khác làm tổn thương, phải cảm ơn họ. Vì sao vậy? Vì đã thay tôi tiêu nghiệp chướng, đây là thật. Tôi cảm ơn họ, nghiệp chướng của tôi sẽ tiêu. Nếu như so đo tính toán với họ, Tranh cãi với họ Tương lai còn muốn trả thù Như vậy thì rất phiền phức Vì sao vậy? Vì không đến được thế giới cực lạc Nếu ở nơi thế giới này với họ Đời đời chiếp chiếp oan oan tường bảo Làm những điều này Như vậy cả hai bên đều đau khổ Sao phải vậy? Cho nên dùng tâm tình cảm ơn Chúng ta được nâng cao rất nhanh Họ đến giúp chúng ta nâng cao cảnh giới Thành tựu nhẫn nhục ba la mật cho chúng ta Việc tốt chắc chắn không phải việc sâu. Nên kinh này tổng kết nói Tổng kết của kinh này Cầu người như vậy Tức được thành tựu A Nậu Đa La Ta Miệu Ta Bồ Đề Quý vị có thể thân cận người chánh tri chánh kiến Đừng để ý đến hành vi của họ Chánh tri chánh kiến Quý vị sẽ đạt được vô thượng bồ đề Nên gọi người như vậy là chân thiện tri thức Đối với chân thiện tri thức Có thể biết, có thể cầu Quý vị có thể biết được người này là chân thiện tri thức Có thể cầu học với họ Nhất định chứng được bồ đề chắc chắn sẽ thành tựu đoạn bên dưới đại sớ lại nói nhưng khiến việc thiện minh sư minh này không phải là có tiếng nổi tiếng chưa chắc đã có chân học thực học ở đây phải đặc biệt chú ý Đừng để danh vọng làm lỡ bản thân Nên trong kinh nói Minh sư là minh của quan minh Minh này là gì? Có trí tuệ Thật sự có trí tuệ Thật sự có học dẫn quý vị định thiện giáo họ minh sư tức cần phải tự mình định chỉ thị thầy giáo này dạy quý vị nhất định họ có phương tiện thiện, thiện xảo giúp ta khai ngộ cũng như thiện tài ở chỗ gian thù đã phát tâm bồ đề hỏi bồ tát hạnh gian thù cũng không nói đầy đủ nhưng khiến cho thân cận thiện hữu chỉ định tỳ kheo đức dân triển chuyển để thiện tài đi tiếp đây là phương tiện thiện xảo của thiện tri thức thiện tài đồng tử thầy của ông là bồ tát gian thù sư lợi Ông ở trong hội của thầy đã được căn bản trí. Căn bản trí là gì? Chính là giống như đại sư Huệ Năng ở trong hội của ngũ tổ thành tự minh tâm kiến tánh. Ông đã đạt được điều này. lên cao nữa Thầy dạy ông đi tham học Không cần ở đây nữa Nơi đây đã tốt nghiệp Vì sao vậy quý vị có năng lực Phân biệt thị phi thiền ác Có năng lực này Sau khi có năng lực này Mọi người đều là thầy Người thiện theo họ tư thiện, người ác thấy hành vi ác của họ, bản thân phản tỉnh xem có hay chăng, có thì đổi, không có thì cố gắng thêm. Thiện ác đều là thầy. Không có ai không phải thầy, thành tựu vô lượng trí tuệ. 53 lần tham dựng quả đúng là như vậy. Trong đó tượng trưng làm ác Thắng diệt bà la môn ngu si Cam lồ quả dương tượng trưng phẫn nộ Tượng trưng tham sân si Còn phạt tu mật đa nữ là kỹ nữ Tượng trưng tham Ba người này tượng trưng tham sân si Thiến tài đồng tử đều đi tham bái quý vị xem bái phỏng ba người này hiện tài có lễ kính lễ kính chư phật không có tán thán tham bái bất kỳ vị thầy nào đều có lễ kính có tán thán chỉ có ba người này có lễ kính không có tán thán quý vị xem tường tận sẽ thấy vì sao không tán thán vì những gì họ biểu hiện không tương ưng với tánh đức người thường không thể học phải lấy giới dẫn dắt mới đúng không được học tham sân si nếu có thể từ chỗ này quay đầu như vậy là thành tựu đại thành tựu ba người này là ai đều là chư phật tái lai thị hiện Dùng phương pháp này để quá độ loại chúng sanh đó. Cần phải dùng phương pháp này, không dùng phương pháp này quý vị không vào được phạm vi của họ. Không cách nào tiếp xúc với họ được. Dùng thủ đoạn này. Vào được cảnh giới của họ, thiên tài cảm thì mát mẻ tự tại. là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Thiện tài đã tốt nghiệp hỏi Hạnh Bồ Tát nên thực hành như thế nào? Thực hành trong cuộc sống Thực hành trong công việc Thực hành trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật Học dẫn thật sự Bồ Tát Giang Thù không nói với ông Mà dạy ông đi thân cận thiện hữu Hoàn toàn khai phóng Trước khi chưa khai ngộ không thể xa rời thầy Sau khi khai ngộ thầy không để quý vị ở bên cạnh họ ở thêm một ngày. Nhất định để quý vị ra đi tham bái. Khi chưa khai ngộ, chỉ nghe một mình thầy. Ai nói gì cũng không được nghe. Sách của ai cũng không được xem. Quy củ vô cùng nghiêm khắc sau khi khai ngộ hoàn toàn giải phóng có thể xem tất cả có thể nghe tất cả vì sao vậy quý vị chỉ có được lợi ích sẽ không bị mê hoặc quý vị có năng lực này quý vị thấy nhiều nghe nhiều tiếp xúc nhiều sẽ biết hết tất cả không có gì không biết bát nhã vô tri vô sợ bất tri Ngày xưa dạy học đều dùng phương pháp này Tôi đến Đài Trung Thân cận Thầy Lý Thầy Lý cũng dùng phương pháp này đối với tôi Khi tôi gặp Thầy Còn có một vài người nữa Tôi nhớ là ở phòng khách của thư viện từ quan phòng khách không lớn khoảng bằng phòng nhiếp ảnh của chúng ta thầy đưa ra điều kiện cho tôi nếu muốn theo tôi học bái tôi làm thầy tôi có ba điều kiện nếu anh đồng ý thì có thể ở lại Tôi dạy anh Còn như không đồng ý Thì đi tìm người khác Ba điều kiện nào Tôi không hỏi Thầy đã nói Điều thứ nhất Bắt đầu từ hôm nay Những gì anh học trước đây Bất luận là đại sư chương gia dạy Hay là ông Phương Đông Mỹ dạy cho đến cái anh tự học được tôi đều không thừa nhận. Thầy Lý không thừa nhận. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả đều phải học lại từ đầu. Anh học với tôi, tôi dạy anh, bắt đầu học từ đầu là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, chỉ được nghe một mình tôi giảng kinh. Bất cứ ai giảng kinh cũng không được nghe. Điều kiện thứ ba, bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả giang tự mà anh xem chưa được tôi cho phép không được xem, đến kinh Phật cũng không được. Điều kiện này rất khắc khe, giống như trong mắt thầy không còn ai cuồng giọng tự đại xưa nay tôi chưa từng tiếp xúc người nào như vậy nhưng nghĩ lại đã đến đây rồi mà còn do cư sĩ chu kính trụ giới thiệu không phải người bình thường ông chu và thầy lý là bạn cùng tuổi nói với tôi đối với phật học nho học thầy lý đều có trình độ rất thâm sâu Pháp Sư Sám Dân tiến cử giới thiệu cho tôi Tôi nghĩ như vậy nên bằng lòng tiếp nhận Đồng ý cả ba điều kiện Sau khi đồng ý Thầy nói có kỳ hạn Thầy nói có kỳ hạn Bao lâu? 5 năm 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 cần phải tuân thủ Sau năm năm Anh đã học thành công lúc đó sẽ khai phóng có thể xem tất cả Có thể nghe tất cả Trong vòng 5 năm không được Thực tế mà nói Tôi ở đó ba tháng Đã thấy được hiệu quả Vì sao vậy Vì đầu óc thanh tịnh Không được nghe, không được xem Chỉ nghe bài của thầy Rất đơn thuần Tâm thanh tịnh sẽ có trí tuệ Quả thật có hiệu quả Mới biết phương pháp này quá tuệ Sao thầy lại nghĩ ra được phương pháp này Nửa năm sau tôi rất phục Không còn chút nghi hoặc nào nữa Năm năm sau tôi nói với thầy Hết năm năm rồi Thầy nói vậy thì sao Tôi nói thưa thầy em học thêm năm năm nữa Thầy cười Vậy là tôi tuân thủ thêm 5 năm Tôi tuân thủ phương pháp này 5 năm Sau đó thì khai phóng Có thể xem tất cả Có thể nghe tất cả Vì sao vậy? Quý vị có năng lực phân biệt thị phi chánh tà Không bị mắc lừa vì sao trước kia không để quý vị xem vì ta chưa có năng lực này quý vị xem rồi thấy điều này cũng tốt cái kia cũng tốt rất dễ phân tâm rất dễ mê thất phương hướng nên đây gọi là gì sơ thừa ngày xưa nói sơ thừa chính là như vậy cho đến năm hình như là năm 1997 tôi đến Singapore Gặp được Pháp Sư Diễn Bồi Đây cũng là vị Pháp Sư Chuyên giảng kinh thuyết Pháp Ông giảng duy thức Chúng tôi cũng là bạn bè Vì đều là giảng kinh Đặc biệt thân thiết Ông mời tôi đến đạo tràng của ông Nói khai thị cho tín đồ của ông Một tiếng Sau khi giảng xong Ông tiếp đãi tôi mời ăn cơm Chúng tôi nói chuyện Nói đến thầy Lý lúc đó Tình hình tôi trải qua khi gặp thầy Ông ta cười to Ông nói Ông xuất gia từ rất nhỏ Làm tiểu sa di Theo Pháp Sư Đế Nhàn Pháp Sư Đế Nhàn cũng dùng phương pháp này dạy ông Cũng là ba điều kiện này Tôi mới quá nhiên đại ngộ thì ra không phải chỉ có thầy lý chuyên áp dụng Mới biết đời này qua đời khác Tổ tổ tương truyền đều như vậy Quý vị không phục không nghe lời thầy Người ta dạy quý vị làm gì Vậy chỉ uổng phí Tên hoàn toàn không có gì để nói Điều kiện đã nói trước rồi Nhưng Pháp sư diễn bồi không thành tựu vì sao vậy? Ông ra đi Chưa nói gì với sư phụ thì đã ra đi Đi đến Hạ Môn Thân cận Thái Hư Đại Sư Ở đó Đại Sư Thái Hư mở Phật học viện Thật đáng tiếc Nếu ông không rời xa Pháp Sư Đế Nhàn Ông là Tổ Sư đời tiếp theo của Tông Thiên Thầy Ông không từ mà bị Như vậy ra đi Rất đàn tiếc Cho nên chúng tôi mới Hoàn toàn hiểu được đạo lý này Tôi nói tôi cũng không tệ Thầy cho tôi 5 năm, năm Tôi còn muốn thêm 5 năm Nền tảng mới dựng chắc Hiện nay tìm học sinh như vậy không có Ông nghĩ ông đưa ra điều kiện này Ông giỏi lắm à Thiếu gì người cao minh hơn ông tôi cần gì phải thân cận ông để chịu sự câu thúc của ông không còn nữa đại khái sư thừa đến ngang đời tôi là dừng về sau không còn nữa ai có thể chịu được ba điều kiện này hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây